Rồi, tới giờ đúng theo tinh thần là 9 rưỡi là chúng ta bắt đầu. Thì hôm nay như tôi nói với các bạn cái bài về siêu âm tim gắng sức ở trong bệnh tim thiếu máu cục bộ, thì thực sự ra thì có lẽ một trong những cái nguyên nhân mà gây tử vong cao nhất chúng ta thấy trong cái bệnh tim mạch vẫn là cái bệnh tim thiếu máu cục bộ, và cái nhóm này vẫn là cái nhóm gây tử vong hàng đầu trong 10 cái nguyên nhân tử vong trên trên thế giới. Và tôi nghĩ ở Việt Nam chúng ta thấy nếu mà có những cái thống kê chúng ta thấy đầy đủ, tôi nghĩ rằng nó vẫn là một trong những cái nguyên nhân quan trọng đưa đến bệnh tật và tử vong. Thì chẩn đoán bệnh tim thiếu máu cục bộ thì chắc có lẽ thì lâm sàng là chúng ta cũng đã từng đi qua rồi đúng không, từ thời sinh viên cho tới sau này. Và sau đó chúng ta thấy rằng là chúng ta có những cái phương tiện cận lâm sàng về vấn đề cái nhóm không xâm lấn và cái nhóm xâm lấn. Có lẽ cái đơn giản nhất mà hầu hết các bạn có trong tay được đó là cái điện tâm đồ. Các bạn thấy, nhưng mà các bạn biết rằng là điện tâm đồ thì tới 50% những trường hợp có thể điện tâm đồ hoàn toàn bình thường, mặc dù bệnh nhân có một cái bệnh động mạch vành, chúng ta thấy là cũng quan trọng. Sau đó chúng ta thấy rằng là chúng ta có được cái siêu âm tim. Các bạn thấy thường thì chúng ta làm siêu âm tim khi bệnh nhân nghỉ ngơi. Thực sự ra các bạn thấy rằng là cũng có thể phát hiện được những cái bất thường liên quan tới, hay là cái hậu quả liên quan đến cái hậu quả của một cái thiếu máu cục bộ của cơ tim, tức là liên quan tới cái vùng động mạch mà nó bị hẹp hoặc là nó bị tắc, hoặc là phát hiện thêm những cái bệnh lý khác đi kèm trên cái siêu âm tim. Tuy nhiên cũng giống như điện tâm đồ và siêu âm tim, chúng ta thấy trong cái trạng thái nghỉ ngơi đôi khi chúng ta lại không phát hiện được những cái bất thường. Tại vì chúng ta thấy rằng là cái bệnh tim thiếu máu cục bộ, chúng ta thấy về mặt sinh lý bệnh chẳng có là sự mất cân bằng giữa cung và cầu đây. Cung và cầu. Thì như vậy các bạn thấy trong trạng thái nghỉ ngơi có thể chúng ta vẫn bù trừ được, tức là vẫn phần nào cân bằng được cái cán cân cung và cầu. Cho nên chúng ta thấy những cái biểu hiện bất thường về mặt siêu âm tim hoặc về mặt điện tâm đồ đôi khi chúng ta thấy bình thường khi chúng ta nghỉ ngơi. Và như vậy khi chúng ta cho bệnh nhân gắng sức lên, tức là cái nhu cầu nó tăng lên, cái nguyên tắc là cái nhu cầu tiêu thụ oxy nó tăng lên, đúng không? Tại vì bệnh nhân tim nhanh lên rồi, đúng không? Thấy, nhưng mà các bạn thấy rằng là nếu như mà cái mạch vành nó có vấn đề, tức là cái sự cung cung cấp cái lưu lượng máu tới cung cấp oxy cho cơ tim nó không tăng tương xứng, thì như vậy là sẽ bộc lộ ra những cái bất thường trên điện tâm đồ cũng như trên siêu âm tim. Cho nên chúng ta thấy rằng siêu âm tim gắng sức thực sự ra nó có một cái hình thức chúng ta thấy rằng là giống gần gần giống như điện tâm đồ đánh giá cái khả năng chúng ta thấy là chịu đựng của một cái tim khi mà chúng ta gắng sức các tương đối là nó đột ngột nó như vậy, xem cái sự bù trừ của cái phần còn lại, cái dự trữ của cơ tim còn lại nó như thế nào. Và cái nhóm xét nghiệm không xâm lấn thì còn nhiều cái lắm, các bạn thấy từ cái xạ hình tim, các bạn thấy đúng không, từ cái MRI tim vân vân, hoặc là khảo sát giải phẫu chúng ta có về cái MSC tim mạch vành, tới những cái xét nghiệm xâm lấn như chụp mạch vành chẳng hạn vân vân. Thì ngày hôm nay tôi nói về cái siêu âm tim gắng sức thôi. Thực sự ra thì không biết là chỗ các bạn như thế nào, chứ còn đúng là các bạn thấy rằng là có lẽ thì siêu âm tim gắng sức chúng ta có lẽ là biết là như vậy, nhưng mà có lẽ ít ít được quan tâm và ít người làm. Tại vì chắc có lẽ thì nó cũng cầu kỳ, nó cũng mất thời gian của các bạn, trong khi đó trong tay các bạn thì có được những cái phương tiện khác mà bạn có thể đi nhanh hơn, thời gian ngắn hơn để bạn có thể đi tới một cái kết luận cuối cùng. Tuy nhiên các bạn thấy trong một chừng mực nào đó chúng ta thấy những cái điều kiện sẵn có đôi khi siêu âm tim gắng sức vẫn có thể là một cái phương tiện để chúng ta có thể hỗ trợ trong vấn đề chẩn đoán trong lâm sàng. Như vậy tôi sẽ đi qua bốn cái ý ngắn gọn thôi. Thứ nhất đó là chúng ta hiểu về siêu âm tim gắng sức là gì, mà tại sao chúng ta phải làm. Thực sự ra vừa rồi tôi nói sơ ra thì các bạn cũng cũng hiểu là tại sao chúng ta phải làm siêu âm tim gắng sức rồi, và khi nào chúng ta làm siêu âm tim gắng sức và một số những cái phương pháp kỹ thuật tiến hành nó như thế nào. Thì đây tôi nhớ cái hình ảnh này tôi cũng chiếu cho các bạn coi một lần. Thì các bạn thấy là trong cái tiến triển của cái thiếu máu cục bộ cơ tim á, mà theo thời gian đó, các bạn thấy tương ứng với các cái bất thường mà chúng ta có thể phát hiện được bằng các cái phương tiện đấy, các bạn thấy nó thay đổi thời gian. Chúng ta thấy đây là cái mức độ thiếu máu cơ tim. Thực sự ra chúng ta có thể phát hiện sớm dựa vào những cái xét nghiệm, chúng ta thấy rằng là nó chi tiết hơn từ vấn đề là tưới máu cơ tim qua xét nghiệm về gì về hạt nhân này, các bạn thấy
MRI echo bạn thấy hoặc là PET chúng ta thấy là những rối loạn về mặt chuyển hóa chúng ta có thể phát hiện được bằng như này nó sớm. Còn siêu âm tim của chúng ta thường ở cái giai đoạn giữ như vậy, nhưng mà dù sao là cũng tương đối nó sớm các bạn thấy ở đây. Còn điện tâm đồ hay lâm sàng hay là những cái biomarker thường các bạn thấy nó có tổn thương cơ tim này kia rồi, nó thay đổi thường nó là giai đoạn trễ rồi, cho nên siêu âm tim dù sao nó cũng còn ở cái giai đoạn tương đối như vậy, các bạn thấy là giai đoạn giữ như vậy chứ không phải là, tuy nhiên nó không sớm mà nó cũng không không quá trễ. Thì như tôi nói các bạn là khi mà cái mạch vành các bạn thấy mà nó bị hẹp do cái gì, do cái mạch sơ vữa đã tiến triển ở đây, các bạn thấy làm cho cái lòng mạch nó hẹp lại, thì các bạn thấy khi hẹp lại nó sự mất cân bằng giữa cung và cầu, cho nên khi mà nghỉ ngơi ấy, thì có thể là cái lượng máu qua cái chỗ hẹp này là vẫn đủ nuôi cho cái cơ tim. Các bạn biết là cái cơ tim nó có những cái dự trữ mà, nhưng mà khi bệnh nhân gắng sức lên các bạn thấy thì có thể là cái lượng máu qua cái chỗ này nó không tăng lên đủ, và khi đó bệnh nhân sẽ biểu hiện trên lâm sàng là cái biểu hiện cái đau ngực, là cái mà chúng ta thấy là chúng ta cũng hay gặp trên lâm sàng, gọi là đau ngực, đau thắt ngực khi gắng sức rồi, một cái đau cơn đau thắt ngực điển hình đó là như vậy. Và đương nhiên các bạn thấy rằng là trước đây đó nếu mà mình bắt được, các bạn thấy rằng là có thể những cái thay đổi trên điện tâm đồ là cái giai đoạn sớm hơn đúng không? Chúng ta đã khi gắng sức chúng ta vậy biểu hiện những cái điện tâm đồ, và các bạn thấy là sớm hơn nữa các bạn thấy khi gắng sức có thể những cái rối loạn chức năng tâm thu theo từng vùng và từng vùng, thì cái này các bạn thấy rằng là trên siêu âm chúng ta có thể phát hiện được đúng không? Hoặc là đây trên siêu âm chúng ta có thể phát hiện được. Còn sớm hơn nữa chúng ta thấy rằng là đây là chúng ta có thể phát hiện được những cái bất thường về mặt tưới máu, có thể ngay cả khi bệnh nhân chưa có gắng sức thì chúng ta có thể phát hiện được. Thì đây các bạn thấy là theo cái tiến trình như là tôi nói là như vậy. Như vậy các bạn thấy rằng là tóm lại các bạn thấy rằng là mạch vành thường có khả năng cái dự trữ của nó rất là lớn là như vậy. Chính vì thế mà khi nghỉ ngơi có thể mặc dù mạch vành nó hẹp nặng các bạn thấy 50-70% theo cái đường kính rồi, nhưng mà bệnh nhân vẫn không có cái triệu chứng gì cả. Nhưng mà khi gắng sức thì cái nhu cầu nó tăng lên, tức là mất cân bằng giữa cung và cầu, thì như vậy nó sẽ bộc lộ ra cái vùng cơ tim đó nó bị thiếu máu, và thường trên siêu âm chúng ta sẽ quan sát qua cái vấn đề rối loạn vận động vùng. Tuy nhiên chúng ta thấy là có thể biểu hiện trên cái siêu âm Doppler, chúng ta thấy là trên cái siêu âm tim 2D để chúng ta coi móc cái vận động vùng nó là như vậy. Thế như vậy khi nào chúng ta làm siêu âm tim gắng sức, các bạn thấy ở đây nếu mà chúng ta nhìn trên đây, tức là cái khả năng tiền test tức mà của một cái chẩn đoán của một cái vận động mạch vành ở đây. Còn đây các bạn thấy rằng là đây cũng tự tức là sau chứ xin lỗi, post test là sau, đây là khả năng tiền test, các bạn thấy tức là chúng ta tiên lượng trước khi chúng ta làm một cái chụp mạch vành chẳng hạn, xem cái khả năng bệnh nhân bị mạch vành là bao nhiêu. Còn đây các bạn thấy là sau khi mà chúng ta có được một cái kết luận chính xác thì đây là cái chính xác của nó là như thế nào. Thì các bạn thấy đương nhiên các bạn thấy là nếu mà chúng ta tiên lượng là khả năng cao lắm, tôi đang nằm trong đây này các bạn, trong cái màu vàng ví dụ như vậy 80% trở lên, các bạn thấy ví dụ đây là khả năng bệnh nhân bị bệnh mạch vành, thì gần như khi mà chúng ta làm ra cái khả năng các bạn thấy là cái test của nó dương tính là cao, thường khi đó là chúng ta sẽ làm luôn những cái xét nghiệm về mặt xâm lấn để chúng ta chẩn đoán. Còn nếu như chúng ta thấy rằng là cái khả năng chúng ta thấy rằng là chúng ta tiên lượng trước khi test khả năng nó thấp lắm các bạn, nó thấp các bạn đây, thì đương nhiên khi mà chúng ta gì chúng ta chụp mạch vành để chúng ta chuẩn nó xác định thì cái khả năng bị bệnh mạch vành cũng thấp, thì đây có lẽ chúng ta cũng không cần khảo sát gì nữa các bạn ở đây. Nhưng mà nếu như nó nằm ở trong cái giới hạn chúng ta tiên lượng cái khả năng là 40% 50% bệnh nhân bị mạch vành thì các bạn thấy rằng là thực sự các bạn thấy khi các bạn chụp mạch vành ra thì cái khả năng bệnh mạch vành nó cũng nằm ở trong cái khoảng trung gian thôi. Chính vì thế trong trường hợp này thường là chúng ta lại, tức là nó nằm ở trong cái khoảng, chúng ta lại cần những cái xét nghiệm khác để chúng ta thấy là chúng ta đánh giá, chúng ta thấy rằng là chính xác hơn cái khả năng bị bệnh mạch vành của bệnh nhân. Tại vì nếu trong giai đoạn này mà chúng ta cho đi chụp mạch vành luôn á thì các bạn thấy là nó phí, tại vì nhiều ca các bạn thấy là nó âm tính chứ không phải nó dương tính. Còn nếu như chúng ta ở cái giai đoạn mà quá thấp mà chúng ta sao chúng ta cũng cho đi chụp mạch vành thì khả năng nó còn âm tính, nó còn cao hơn nữa ở đây. Còn nếu cái giai đoạn mà khả năng cao quá mà chúng ta lại không cần chụp mạch vành, chúng ta làm những cái khác thì lại phí, tại vì chúng ta sao bản thân nó ra khả năng dương tính của nó rất là cao, các bạn thấy đây khả năng dương tính của nó rất là cao như vậy. Cho nên nói như vậy để các bạn thấy rằng tùy theo cái đánh giá cái nguy cơ hay là cái khả năng trên lâm sàng chúng ta tiên lượng là bệnh nhân này cái khả năng bị mạch vành bao nhiêu phần trăm để chúng ta lựa chọn một cái test gắng sức. Thực ra cái này cũng giống như là cái điện tâm đồ, thường ở trong cái giai đoạn trung gian các bạn thấy thì tức là cái nguy cơ trung gian á, thì thường là chúng ta đấy là chúng ta sẽ cần tới những cái xét nghiệm mà để chúng ta không xâm lấn để chúng ta chẩn đoán cái bệnh mạch vành. Thì đây là cái
cái đánh giá cái khả năng này tiền thét một bệnh nhân bị bệnh mạch vành, thì đương nhiên chúng ta cũng dựa vào những cái thang điểm thôi. Cái này của châu Âu các bạn hay là của Mỹ, các bạn thấy nó đều có những cái thang điểm và để đánh giá cái nguy cơ dựa vào cái kiểu đau ngực của bệnh nhân, điển hình đau thắt ngực điển hình hay không điển hình, hay là một cái đau ngực không phải là đau thắt ngực, là dựa vào giới tính nam hay nữ, dựa vào tuổi tác của bệnh nhân như thế nào để chúng ta tiên lượng ở đây. Thực sự nha các bạn, 2019 các bạn thấy thì ESC họ có hay là 2019 thì ACC họ cũng đưa ra một cái phiên bản cập nhật, các bạn thấy rằng là làm cái khả năng tiên lượng thì nó phối hợp thêm các yếu tố khác thì cái nguy cơ của nó thấp hơn. Như đây các bạn, nếu mà nói về cái khả năng mà chẩn đoán nó làm vì bệnh mạch vành ở trên bệnh nhân đau thắt ngực, tôi ví dụ một bệnh nhân nam, ví dụ như năm năm 55 tuổi đi, nằm trong cái nhóm này, nam 5 tuổi, một cái đau thắt ngực, một cái đau thắt ngực các bạn thấy rằng là điển hình thì cái khả năng mạch vành là 77%, các bạn thấy. Nhưng mà nếu như là nữ chỉ có 47% thôi, nữ thì nó thấp hơn, nó thấp hơn, ví dụ là như vậy. Còn càng lớn tuổi thì nguy cơ khả năng nó cao hơn, và các bạn thấy nguy cơ cao thường nó biểu hiện bằng cái màu đỏ ở đây, nguy cơ thấp thường các bạn thấy cái màu trắng đây, trung bình các bạn thấy rằng là trung bình thấp đây, và trung bình là có màu cam cam đây các bạn thấy. Thì những cái khoảng này chúng ta thấy rằng là chúng ta phải làm những cái xét nghiệm khác để chúng ta chẩn đoán cái bệnh mạch vành cho bệnh nhân. Thì đây là một cái lưu đồ khác họ đưa ra là chúng ta làm cái gắng sức, các bạn thấy. Như các bạn thấy rằng là khi chúng ta đánh giá một bệnh nhân là cái khả năng bệnh nhân bị bệnh mạch vành là bao nhiêu phần trăm, để giống như chúng ta ước tính này, chúng ta dự đoán bệnh nhân, đúng, tự nhiên dự đoán, tự nhiên nó có thể có những cái sai sót, những cái sai số, giống như chúng ta dự đoán đoán thời tiết vậy đấy, các bạn thấy rõ ràng dự đoán thời tiết ngày hôm nay nắng, nhiều khi nó lại mưa, và thậm chí nó mây mưa, nhiều khi nó lại không mưa, các bạn thấy, tự nhiên nó cũng vẫn có những cái sai số nhất nhất định trong đó. Thì nếu mà chúng ta thấy ở cái nguy cơ mà 15 đến 85%, tức là cái mức nguy cơ ở giữa như vậy các bạn thấy, thì cái đó các bạn thấy rằng là mình sẽ đi theo cái lộ trình để chúng ta xem xét tiếp theo. Đương nhiên ở trong đây một cái là cho thấy là người ta đã tùy thuộc vào những cái gì sẵn có tại cái cơ sở của mình, đúng không, cái chi phí tại chỗ nó như thế nào, và đương nhiên phần quan trọng đó là phụ là cái tiêu chuẩn của bệnh nhân nó có phù hợp với những cái test mà chúng ta làm hay không, để chúng ta lựa chọn những cái chiến lược cho nó phù hợp. Thế chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể làm một cái test gắng sức để chúng ta chẩn đoán một cái thiếu máu cục bộ cơ tim ở đây, các bạn thấy ischemia đã thiếu máu cục bộ cơ tim ở đây, thì ta thấy rằng nếu chúng ta có được một cái siêu âm tim, chúng ta đánh giá ở ép bệnh nhân từ 50% trở lên, mà cái khả năng tiền 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 nghiệm tiền test đó, các bạn thấy PTT ở đây, tức là cái khả năng tiên lượng hay tiên đoán hay dự đoán một cái bệnh mạch vành trước khi mà chúng ta làm những cái xét nghiệm chẩn đoán xác định, ví dụ như chụp mạch vành chẳng hạn, nó là 15 đến 65%. Thì đó chúng ta có thể làm một cái điện tâm đồ gắng sức là các bạn thấy ở đây, hoặc là một cái test gắng sức hình ảnh khác, ví dụ như là một cái echo, cái MRI CT, một cái SPECT CT, một cái PET này, SPECT hoặc là PET CT đây, tùy thuộc vào cái điều kiện sẵn có tại cái cơ sở của chúng ta mà chúng ta lựa chọn cho nó phù cho nó phù hợp. Còn nếu như mà ở ép bệnh nhân dưới 50%, các bạn thấy rằng là bắt đầu mặt chức năng tâm thu thất trái nó giảm, bây giờ chúng ta gọi là giảm nhẹ đó các bạn, nếu mà dưới 40% là giảm nặng, ở ép giảm đó, các bạn thấy. Mà cái khả năng tiềm tiện của bệnh nhân này từ 66 đến 85%, các bạn thấy 66 đến 8 đến 85% đó, các bạn thấy, tức là đây hoặc cái này, điều đó có nghĩa rằng nếu như cái khả năng BTT của mình từ 66 đến 85%, hoặc các bạn thấy rằng là nó vẫn nằm trong cái giai đoạn là 15 cho tới 65%, nhưng mà cái EF của chúng ta dưới 50% mà không có đau thắt ngực điển hình, tại vì nếu mà suy tim các bạn thấy rối loạn chức năng tâm trương tâm thu thất trái thì ở ép dưới 50% mà đau ngực điển hình, đôi khi chúng ta lại có những cái bước tầm soát khác, mà không có đau ngực điển hình thì cái đó chúng ta cũng làm những cái xét nghiệm, chúng ta thấy rằng là hình ảnh gắng sức ở đây, đây chúng ta thấy thì trong trường hợp này thì khi mà cái suy tim khi cái EF nó giảm thì lại yêu cầu là nó lại thích hợp sử dụng những cái gắng sức khác về mặt hình ảnh, tức là echo, MRI, PET hoặc là SPECT. Trong cái đó điện tâm đồ gắng sức thì chúng bạn thấy rằng là có vẻ nó là ít sử dụng hơn so với cái trường hợp EF trên 50%, các bạn chú ý để các bạn lựa chọn cho nó phù hợp. Thì các bạn thấy nằm trong cái gắng sức này thì các bạn thấy rằng là đây những cái xét nghiệm gắng sức về mặt hình ảnh chúng ta thấy để chúng ta chẩn đoán bệnh tim thoái hóa cục bộ ạ. Nếu mà cái BTT nó từ 66 đến 85% hoặc EF dưới 50%, các bạn thấy ở đây thì chúng ta thấy là với điều kiện bệnh nhân không có đồng tình hình, đó là class 1.
Còn đây một cái gắng sức. Chúng ta thấy là họ thích là làm gắng sức, chúng ta thấy về mặt thể lực là hơn là chúng ta sử dụng thuốc. Chúng ta thấy khi có thể class 1C là trong đây chúng ta chú ý là như vậy. Còn nếu bệnh nhân ở trong cái khoảng từ 15 cho đến 50% ở đây, các bạn thấy 15 đến 50%. Tức là nguy cơ trung bình thấp ở đây các bạn thấy. Thấp thì chúng ta thấy rằng là khi đó chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể sử dụng những cái kỹ thuật là khác là tại chỗ của chúng ta để chúng ta chẩn đoán cho bệnh nhân. Đây, các bạn thấy là nó tùy thuộc vào cái khả năng tiền test để chúng ta sử dụng. Các bạn thấy ha. Thì đó là cái lưu đồ để chúng ta chú ý rằng là tóm lại trong cái lưu đồ này chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ làm cái nghiệm pháp gắng sức cho bệnh nhân khi mà cái PTT các bạn thấy là từ 15 cho đến 85%. Tuy nhiên lựa chọn cái test gắng sức nào thì chúng ta cần đánh giá lại cái EF của bệnh nhân. Nếu mà EF của bệnh nhân các bạn thấy rằng là mà trên 50% và BTT 15 đến 65 thì chúng ta có thể chúng ta làm được tâm đồ gắng sức. Nếu như mà EF dưới 50% và cái BTT các bạn thấy rằng là nó cao hơn 66 85% thì khi đó là chúng ta có thể làm những cái xét nghiệm gắng sức về mặt hình ảnh khác hơn là chúng ta làm điện tâm đồ gắng sức. Tôi đã tóm lại các bạn thấy và nhớ đơn giản là như vậy. Như vậy siêu âm tim gắng sức thì nó ưu điểm là cái gì? Đương nhiên nó cũng là một cái xét nghiệm không xâm lấn, không nhiễm phóng xạ, nó khác như một cái xạ hình tim các bạn thấy. Kết quả chúng ta có thể có nhanh. Thực sự ra một cái quy trình tôi nghĩ là nó nhanh chứ nửa tiếng chứ nhiều khi mình làm chuẩn bị nhiều khi mất cả tiếng đồng hồ thậm chí hơn để chúng ta mới ra được một cái kết quả cuối cùng. Và đương nhiên chúng ta có thể lặp lại. Lặp lại nó lặp lại chứ nếu mà chúng ta làm một cái gắng sức lặp lại thì thực sự ra là đương nhiên có thể lặp lại nhưng mà cũng khó để chúng ta lặp lại ngay trong cái ngày hôm đó. Chúng ta đánh giá là qua từng giai đoạn theo cái tiến triển nó như thế nào và đương nhiên chúng ta thấy rằng là đánh giá cái chức năng toàn bộ toàn vùng để chúng ta quan sát bằng siêu âm mà và đương nhiên nó tương đối là rẻ tiền và chúng ta có thể đánh giá bên cạnh cái co bóp cơ tim còn những cái cấu trúc khác của tim. Thì đây các bạn thấy rằng trong những cái khuyến cáo các bạn thấy rằng là họ cập nhật về về vấn đề siêu âm tim thì đều như các bạn thấy rằng là họ vẫn khuyến cáo chúng ta thấy sử dụng cái siêu âm tim để chúng ta làm cái gắng sức trong một số những cái tình huống khác nhau. Thì đây các bạn thấy là cái ESC 2013 trong cái gọi là bệnh động mạch vành ổn định thì bây giờ chúng ta gọi là hội chứng mạch vành mãn đấy. Và chứng mạch vành mãn thì cái siêu âm chúng bạn thấy họ đưa ra những cái thuận lợi và những cái bất lợi như vừa rồi tôi nói. Tuy nhiên các bạn thấy rằng là đối với cái siêu âm tim gắng sức ấy, chúng ta thấy là chúng ta sử dụng dobutamine nên các bạn thấy gắng sức bằng thể lực đây tức là các bạn cho bệnh nhân gắng sức giống như trên một cái thảm lăn hay cái xe đạp sau đó các bạn làm siêu âm tim cho bệnh nhân hoặc là chúng ta không làm cái đó là chúng ta truyền dobutamine một cái hình thức gắng sức bằng thuốc hoặc chúng ta siêu âm tim gắng sức nhưng chúng ta sử dụng những cái chất giãn mạch như dibutamol chẳng hạn thì các bạn thấy nó có những cái độ nhạy và độ chuyên khác nhau các bạn thấy đây gắng sức thể lực thì 80-85% với cái độ nhạy độ chuyên 80-85% còn dobutamine các bạn thấy có vẻ thì độ nhạy thì nó có vẻ nó hơi hơi thấp hơn một chút độ chuyên thì cũng xem giãn mạch thì các bạn thấy nó thấp hơn nhưng mà độ chuyên thì nó cao hơn các bạn thấy đây mà tôi nói là tùy thuộc vào cái điều kiện sẵn có của chúng ta để chúng ta có thể sử dụng cái kỹ thuật nào tại vì các bạn thấy thực sự ra nó cũng hơi nhìn nhìn hơn một tí xíu các bạn thấy độ nhạy nó thấp hơn một tí thì độ chuyên nó lại tăng lên các bạn thấy thì tôi thấy trên khoa tôi trước đây mà có một bác sĩ họ học họ làm về thì họ làm cái siêu âm tim gắng sức bằng thể lực tức là họ cho lên cái bàn tại vì trong cái khoa tụi tôi nó thiết kế là cái điện tâm đồ gắng sức á, cái bàn mà thảm lăn á, thì nó để ngay bên cái máy siêu âm cho nên bệnh nhân gắng sức xong đạp đạp xe đạp chạy thảm lăn xong cái là coi như bệnh nhân nằm trên bàn là để chúng ta là làm cái siêu âm tim tức là siêu âm tim gắng sức bằng thể lực. Tuy nhiên các bạn thấy là mình có thể làm dobu hoặc là dobu thì các bạn phải có cả một cái ekip mà các bạn thấy rằng là truyền thuốc theo dõi chỉnh liều đánh giá vân vân thì các bạn thấy là tùy theo cái điều kiện chúng ta có để chúng ta làm thì một cái siêu âm tim gắng sức thực ra nó cũng có cái vai trò tiên lượng đúng không và nếu như so với cái điện tâm đồ là cái màu vàng đây các bạn thấy hoặc là những cái dấu hiệu lâm sàng thì siêu âm tim gắng sức nó có giá trị tiên lượng tốt hơn các bạn thấy đây. Tốt hơn rất nhiều các bạn thấy sự khác biệt có nghĩa thống kê tiên lượng cái gì tiên lượng vấn đề tử vong vấn đề nhồi máu cơ tim hoặc vấn đề đau thắt ngực không ổn định ở đây thì các bạn thấy là tiên lượng cái khả năng bệnh nhân tức là một cái kết quả như vậy là tiên lượng khả năng bệnh nhân bị cái biến cố tim mạch nó tốt hơn và ngay cả cái tiên lượng dài hạn hơn các bạn thấy là thời gian đây có thể 60 tháng ở đây các bạn thấy nếu như siêu âm tim các bạn thấy mà dương tính ở đây dương tính là cái SE là dương tính các bạn thấy đây thì cái khả năng các bạn thấy rằng là đây là cái tỷ lệ tử vong chung các bạn cái tỷ lệ tử vong
chung ở đây các bạn thấy là tỷ lệ tử vong các bạn thấy là nó giảm, cái tức là cái tốc độ các bạn thấy là cái bệnh nhân cái tỷ lệ tử vong nó tăng lên, các bạn thấy tại đi ngược lại đây các bạn thấy là nó đi xuống là rất là nhanh đây các bạn thấy đây, cho nên là siêu âm tim gắng sức nó dương dù chúng ta các bạn thấy rằng là đặc biệt là khi chúng ta ngừng điều trị các bạn thấy đây thì các bạn thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong đó, các bạn thấy là cái đường dốc nó đi xuống rất là nhanh, tức là cái khả năng tử vong của bệnh nhân nó cao hơn các bạn thấy đây so với trường hợp chúng ta thấy là một cái test mà các bạn thấy rằng là nó âm tính, cho nên là nó cũng có cái khả năng chúng ta tiên lượng cái nguy cơ bệnh nhân tử vong, chúng ta thấy khi mà chúng ta làm cái test gắng sức là như vậy. Đây về vấn đề cái chỉ số về vận động vùng các bạn thấy là chỉ số vận động vùng nó đánh giá cái chỉ số vận động vùng lớn hơn hay nhỏ hơn 0.37. Các bạn thấy ở đây nếu mà chỉ số vận động vùng các bạn thấy là trên 0.3 trên 0.3 trên 0.37 thì các bạn thấy rằng là đây thì cái tỷ lệ tử vong các bạn thấy cái tỷ lệ tử vong các bạn thấy là cũng thấp hơn, các bạn thấy khi mà cái chỉ số các bạn thấy vùng vùng nó cao hơn cao hơn thì tỷ lệ tử vong các bạn thấy rằng là tức là cái tỷ lệ sống còn thì đương nhiên cái tỷ lệ tử vong nó sẽ cao hơn các bạn thấy. Tương tự các bạn thấy là một cái thiếu máu cục bộ cơ tim ở một cái liều cao, tức là các bạn thấy khi mà chúng ta cho một cái liều cao mà bệnh nhân mới tạo ra được một cái thiếu máu cục bộ cơ tim thì đương nhiên các bạn thấy rằng là cái tỷ lệ sống còn các bạn thấy rằng là nó cũng sẽ cao hơn, tức là cái tỷ lệ tử vong nó thấp hơn khi mà chúng ta chỉ cần một cái liều thấp mà chúng ta đã tạo ra được một cái thiếu máu cục bộ cơ tim rồi thì cái tiên lượng nó các bạn thấy rằng là nó cũng xấu hơn. Nó cũng xấu hơn nhiều là như vậy. Như vậy về chỉ định siêu âm tim gắng sức thì các bạn thấy rằng là thứ nhất là chúng ta phát hiện là cái bệnh động mạch vành và đánh giá cái nguy cơ. Thì thường các bạn thấy là trên những bệnh nhân các bạn thấy rằng là có thể có triệu chứng hoặc triệu chứng tương đương với thiếu máu cục bộ cơ tim hoặc trên những bệnh nhân không có triệu chứng ở đây thì các bạn thấy rằng là cái chỉ định thứ hai là sau khi mà chúng ta thấy là kết quả, chúng ta thấy là sau một cái kết quả của một cái nghiệm pháp trước đó là bạn thấy là chúng ta cũng có thể chúng ta theo dõi để chúng ta đánh giá và chúng ta đánh giá cái nguy cơ đánh giá cái nguy cơ của bệnh nhân. Chúng ta có thể đánh giá quanh phẫu thuật, chúng ta thấy quanh phẫu thuật hoặc chúng ta trong vòng 3 tháng sau một cái hội chứng mạch vành cấp ở đây, trong vòng 3 tháng có cái hội chứng mạch vành cấp hoặc là sau khi chúng ta tái thiếu máu cơ tim, chúng ta thấy là can thiệp mạch vành, chúng ta có thể đánh giá cái sự sống còn của cơ tim. Thì tóm lại các bạn thấy rằng là thực sự ra cái chỉ định một cái siêu âm tim gắng sức thường thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ làm một cái điện tâm đồ gắng sức, nếu như bệnh nhân không làm được một cái điện tâm đồ gắng sức hoặc những cái chỉ định như tôi nói ở trên á, cái ES bệnh nhân nó thấp các bạn hoặc cái nguy cơ này, hoặc nguy cơ bệnh nhân nó hơi cao hơn 65-85% thì khi đó có thể các bạn lựa chọn cái siêu âm tim gắng sức, nó nói điện tâm đồ gắng sức thì nó vẫn đơn giản hơn so với việc chúng ta làm một cái siêu âm tim gắng sức, nó đòi hỏi cái phương tiện cái kỹ thuật các bạn thấy là nó khác cái khác là nó khác so với là cái điện tâm đồ gắng sức. Thì cái siêu âm tim gắng sức gần như giống điện tâm đồ, nếu như điện tâm đồ gắng sức trong những năm gần đây thì cái vấn đề chẩn đoán điện tâm đồ gắng sức các bạn thấy là nó hạ xuống cái giá trị, tại vì chúng ta có những cái phương tiện khác để chúng ta chẩn đoán bệnh động mạch vành nó chính xác hơn, mà cái siêu điện tâm đồ gắng sức thường nó mang tính chất chúng ta làm để chúng ta tiên lượng là chúng ta đánh giá chức năng hơn là chúng ta chẩn đoán. Thì siêu tim gắng sức các bạn thấy thì nó cũng vậy, nó cũng một là chúng ta để chẩn đoán, hai là chúng ta đánh giá cái nguy cơ của bệnh nhân hoặc chúng ta đánh giá cái quá trình chúng ta điều trị như thế nào cho bệnh nhân, mà có lẽ phần lớn của chúng ta thì chúng ta hiện tại tới bây giờ vẫn là trong hai cái mục tiêu là như vậy. Như vậy đương nhiên khi chúng ta đánh giá một cái siêu âm tim gắng sức thì tôi nói cái nguyên tắc chung nó dễ lắm các bạn, tại vì bình thường chúng ta làm siêu âm tim thường là chúng ta đánh giá một cái bệnh tim thiếu máu cục bộ như lần trước tôi nói là chúng ta sẽ quan sát cái vận động vùng là cái chính, nhưng mà nếu như mà trong trạng thái nghỉ ngơi chúng ta không phát hiện được khi chúng ta cho gắng sức lên thì chúng ta nguyên tắc chúng ta cũng phát hiện những cái rối loạn vận động vùng khi mà cho bệnh nhân gắng sức thôi qua những cái thông số mà như cái bài siêu âm tim lần trước tôi nhớ là tôi cũng đã nói về cái vấn đề này rồi, chúng ta đánh giá cái vùng nó giảm động vô động hay là loạn động, chúng ta đánh giá cái chỉ số vận động vùng mà chúng ta đã phân ra. Còn về các cái quy trình để chúng ta làm một cái siêu âm tim gắng sức thì tôi nói các bạn mình có thể gắng sức bằng thể lực, mình có thể là gắng sức bằng thuốc, thuốc đây mình có thể sử dụng là dobutamine hoặc đôi khi dobutamine phối hợp với adenosine, chúng ta thấy là tạo ra một cái thiếu máu cục bộ bằng cách chúng ta làm tăng nhịp tim, tức là tăng nhu cầu lên, dipyrimoine, adenosine là những cái thuốc giãn mạch
chúng ta thấy là vì nó gây giãn động mạch vành, các bạn thấy, cho nên sẽ tạo ra một cái thiếu máu cục bộ bằng cách là rối loạn cái dòng chảy. Các bạn thấy khi nó giãn ra thì các bạn thấy một cái vùng hẹp, có thể sao máu nó sẽ đi dồn qua những cái vùng cong hẹp, và như vậy cái vùng hẹp có thể nó bộc lộ ra. Các bạn thấy một cái tình trạng thiếu máu cục bộ mà khi trong trạng thái bình thường thì chúng ta thấy nó cong bộc lộ ra như vậy. Thì đây các bạn thấy là cái giá trị để chúng ta chẩn đoán là những cái gắng sức khi mà chúng ta so với cái trục mạch vành xem có độ nhạy độ chuyên nó như thế nào. Đấy các bạn thấy dobutamine các bạn thấy độ nhạy độ chuyên 85-83%, còn nếu chúng ta gắng sức bằng bằng xe đạp 89-83%, và thảm lăn 88-82%. Thực sự nha các bạn thấy là cũng chồm chèm như vậy, cho nên tôi nói rằng cũng tùy thuộc vào cái điều kiện sẵn có, bạn được tập huấn như thế nào, và các bạn thấy là mình có thể mình lựa chọn các cái kỹ thuật cho nó phù hợp. Thì đây là nước ngoài nó có một cái bàn chuyên dụng, các bạn thấy bệnh nhân gắng sức bằng cách đạp chân đây, là sau cái bàn này các bạn thấy là nó có thể nó quay nó ngửa ra nó nghiêng được để chúng ta làm xuyên tim luôn, rất là tiện như vậy. Còn trên tụi tôi lấy cái thảm lăn của cái điện tâm đồ gắng sức rồi cho đạp, sau đó bệnh nhân có cái bàn ngay cái bên bệnh nhân nằm trên đó để tôi làm xuyên là như vậy. Và cái quy trình của nó các bạn thấy là nó gần giống như cái quy trình của điện tâm đồ gắng sức, nó cũng đi qua từng bước và chúng ta sẽ tăng từng cái mức độ gắng sức lên để chúng ta thấy là đánh giá mạch huyết áp, tình trạng đau ngực của bệnh nhân, và đương nhiên cũng theo dõi trên điện tâm đồ, và sau đó chúng ta làm siêu âm tim. Còn đây siêu âm tim gắng sức bằng thể lực cũng vậy, các bạn thấy mình có thể cho bệnh nhân đạp. Đầu tiên chúng ta làm siêu âm tim khi bệnh nhân nghỉ ngơi trước, chúng ta quan sát cái vận động vùng nó như thế nào. Sau đó chúng ta cho bệnh nhân gắng sức, cái mà chúng tôi trước đây chúng tôi làm là như vậy, cho bệnh nhân gắng sức là thảm lăn. Sau đó bệnh nhân nằm trên cái bàn kế bên và chúng ta làm siêu âm tim trở lại để chúng ta coi. Đương nhiên chúng ta vẫn dựa vào cái đích đó là cái nhịp tim của bệnh nhân 220 trừ đi tuổi, các bạn thấy trừ đi tuổi. Đương nhiên chúng ta có thể điều chỉnh mà 0.85. Ở đây các bạn thấy đó là cái quy trình. Đây cái protocol của nó, các bạn thấy là đạt được ít 85% cái nhịp tim tiên lượng mà tối đa theo tuổi. Đó là cái test chúng ta thấy là tối ưu là chúng ta nên làm như vậy. Và đương nhiên như tôi nói các bạn, nó làm cái này chúng ta có một cái ekip để chúng ta phối hợp, vừa bác sĩ tim mạch, có thể là bác sĩ làm siêu âm tim, rồi kỹ thuật viên làm điện tâm đồ, rồi hồi sức vân vân. Thì cái protocol các bạn thấy rằng gắng sức vẫn là theo cái protocol, các bạn thấy cứ tăng cái tốc độ lên, tăng cái độ dốc của cái thảm lăn lên, các bạn thấy, để tăng mức độ gắng sức với cái quy trình là mỗi 3 phút chúng ta làm một lần. Đương nhiên chúng ta vẫn phải đảm bảo là chúng ta có phải ngưng cái chạy beta không, các bạn thấy, trong vòng 1 cho đến 2 ngày. Và chú ý một điều là bệnh nhân phải ở trong cái trạng thái thoải mái, tức là mặc đồ rồi giày dép quần áo cho nó thoải mái, và bệnh nhân nên ăn sáng. Chúng ta thấy rằng trước khi làm chứ để bệnh nhân đói quá, các bạn thấy, và cho bệnh nhân gắng sức thì các bạn thấy là nhiều khi bệnh nhân chịu không nổi. Thì đây là những cái chống chỉ định, các bạn thấy rằng là giống như điện tâm đồ gắng sức một phần, các bạn thấy rằng là nhồi máu tim cấp trong vòng 2 ngày thường chúng ta không làm, trễ hơn thường chúng ta làm ở dưới mức tối đa, nhưng mà thực sự ra cũng ít ai làm như vậy. Ngay cả bệnh viện Chợ Rẫy hầu như cũng chưa làm những cái này. Trước đây có một em nó làm nghiên cứu thì có thể nó làm trễ hơn một chút xíu, mà thấy trong thời gian bệnh nhân nằm viện nhưng cũng chỉ là một làm nghiên cứu. Sau đó các bạn thấy rằng tại vì cái nguy cơ các bạn thấy nó sẽ cao hơn, và thứ hai chúng ta hỏi kỹ hơn. Thường các bạn thấy những trường hợp họ đau thắt ngực không ổn định, hoặc rối loạn nhịp, hoặc suy tim mà chúng ta chưa kiểm soát được, như viêm cơ tim đương nhiên, đa viêm cơ tim cấp thì chúng ta không làm được. Nói chung là những cái tình trạng bệnh tim mạch mà chúng ta thấy cấp tính, hoặc chúng ta thấy là chúng ta chưa kiểm soát được thì chúng ta không nên làm cái gắng sức. Thì đây chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng quan sát siêu âm tim, định nguyên tắc các bạn thấy là cũng 4 buồng tại mỏm, rồi 2 buồng, rồi 3 buồng, rồi 5 buồng. Các bạn thấy mình quan sát các cái vùng của cơ tim, các thành cơ tim hết trong trạng thái nghỉ và trạng thái khi bệnh nhân gắng sức, để chúng ta quan sát xem cái vận động vùng chỗ nào nó bất thường so với lúc đầu hay không. Còn nếu như bằng thuốc thì các bạn thấy mình có thể mình truyền thuốc của bệnh nhân theo cái quy trình như tôi nói, các bạn đấy có thể là mỗi 3 phút. Ở đây các bạn thấy là dibutamol ở đây, các bạn thấy ở đây họ có thể họ truyền này, họ truyền đây họ đánh giá, các bạn thấy đây là cái siêu âm tim họ đánh giá theo từng cái quy trình 0 phút, 6 phút họ truyền, các bạn thấy 10 phút ở đây họ đánh giá siêu âm tim, theo dõi điện tâm đồ, theo dõi huyết áp vân vân. Đây là cái dụng cụ bạn thấy để người ta làm, người ta làm các bạn thấy. Đây chống chỉ định tuyệt đối nha các bạn, chống chỉ định tuyệt đối về cái siêu âm tim gắng sức mà bằng thuốc các bạn. Thì đương nhiên là bạn thấy nó liên quan đến những cái thuốc mà chúng ta sử dụng, thì chống chỉ định chung vẫn là những tình trạng như tôi nói vừa rồi, những bệnh lý cấp tính hoặc những bệnh lý chúng ta thấy rằng là mà chúng ta chưa kiểm soát được, suy tim chưa kiểm soát được, huyết áp chưa kiểm soát được vân vân, chúng ta cũng không nên làm.
không nên làm. Thì tương đối cũng tương tự như vậy thôi, các bạn thấy những trường hợp chúng ta thấy mà hình như chúng ta chưa kiểm soát được thì chúng ta không nên làm. Trong đây chúng ta chú ý là có cái hẹp van động mạch chủ nha các bạn thấy, hoặc là phần động mạch chủ, các bạn phải chú ý là trường hợp này là chúng ta không nên làm. Hẹp động mạch chủ và đặc biệt hẹp động mạch chủ nặng, và tôi nghĩ từ trung bình trở lên là chúng ta cũng không nên làm. Khi bệnh nhân gắng sức lên là có thể bệnh nhân xảy ra những cái biến cố, không nên làm. Tay bằng dobutamine các bạn thấy đó, dobutamine các bạn thấy họ cũng làm tự như vậy các bạn thấy ha. Họ cũng đi thẳng từng bước, từng bước một, và họ làm siêu âm tim các bạn thấy, họ cũng dựa vào cái tần số tim đích như vừa rồi tôi chiếu cho các bạn coi, để các bạn thấy họ khảo sát các cái vận động vùng. Đây cái protocol như các bạn thấy, cứ mỗi 3 phút họ tăng lên, khởi đầu có thể 5 mg bạc ký dobutamine, và cứ 3 phút họ tăng lên gấp đôi, 3 là 5, 10, 20, 30 và 40 là liều tối đa. Và thường trong cái bước cuối cùng là 40 như vậy thì người ta có thể dùng thêm atropine, liều tối đa là có thể là 2 gam, tối đa là 2 gam thôi các bạn thấy. Thì thường các bạn thấy rằng họ cho cái này để có thể làm tăng cái nhịp tim lên, cho nên atropine thường họ cho trong những bối cảnh mà chúng ta dùng dobutamine rồi mà các bạn thấy rằng là nhịp tim vẫn không đạt, không đạt, thì chúng ta có thể cho atropine lên. Chúng ta thấy ở đây kết hợp ở đây cái bước cuối cùng chúng ta thấy là họ cho chạm beta. Thì thường thường thì cái này chúng ta không sử dụng ở đây, dùng cái khâu này các bạn thấy. Và atropine thì chúng ta chú ý là chúng ta khi nhịp tim nó không đạt thì chúng ta cũng có thể chúng ta cho được cái protocol, cho được trong cái liệu trình chúng ta gắng sức, tức là test dobutamine atropine phối hợp là như vậy. Như vậy làm siêu âm tim gắng sức bằng dobutamine có biến chứng gì hay không? Thì đây người ta ghi nhận một số những tác giả, một số những cái biến chứng các bạn thấy chủ yếu liên quan đến rối loạn nhịp, các bạn thấy rung thất, các bạn thấy rung thất, co giật, rồi có thể nhăn thất, rồi có thể thiếu máu cục bộ cơ tim, các bạn thấy ở đây. Cho nên trong quá trình làm chúng ta vẫn phải theo dõi và có cái đội ngũ chúng ta thấy là hồi sức đi đi kèm. Ở đây các bạn thấy là diễn giải kết quả là chẳng qua là cũng qua cái độ vận qua cái vận động vùng đấy các bạn, một là qua cái độ dày của cái thành tim trong thời kỳ tâm thu. Nguyên tắc các bạn biết rồi, một cái tim mà có bắp tốt thì cái độ dày tâm thu nó sẽ tăng lên, trước mình học rồi đúng không, nó tăng lên rồi bình thường các bạn thấy đây 30 đến 80%. Nhưng mà nếu như các bạn thấy mà nó co bắp giảm thì cái độ dày nó sẽ bị giảm, nó bị giảm thì thậm chí nó mỏng đi luôn. Thứ hai chúng ta quan sát cái vận động của cái lớp nội mạc, tức là cái co bắp của cái thành tim, các bạn thấy ở đây là chúng ta chú ý có ít co bóp như vậy. Và đương nhiên là khi chúng ta làm một cái test về dobutamine ấy, các bạn thấy là mình có những cái những cái bất thường mà chúng ta có thể phân biệt được, như bình thường là thiếu máu cục bộ cơ tim và trạng thái ngủ đông, hay là cơ tim choáng váng hoặc nhồi máu cơ tim. Tiếp theo các bạn thấy khi chúng ta sử dụng dobutamine mà liều thấp, các bạn thấy 5, 10, 15, 20, các bạn thấy liều thấp vừa đây các bạn thấy thì có thể bình thường, đương nhiên nó bình thường, nhưng liều cao lên đương nhiên tim nó sẽ tăng động lên, chứ đương nhiên là truyền vô là tăng tăng nhịp tim, tim tăng co bóp lên. Nhưng mà khi mà bệnh nhân có bệnh tim thiếu máu cục bộ, các bạn thấy có thể chúng ta thấy ở liều thấp co bóp vẫn bình thường, như liều cao lên nó có giảm động, thậm chí nó vô động, nó vô động ở đây. Nhưng đối với hiện tượng ngủ đông, cơ tim choáng váng, các bạn thấy bình thường chúng ta thấy nó giảm động vô động rồi đúng không ạ? Xong cái nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên chúng ta thấy không biết cái vùng đó nó chết chưa hay chưa chết, nên cái vùng đó nó chưa chết thì khi chúng ta dùng dobutamine thì nó lại cải thiện cái sự co bóp. Nhưng mà nếu cái vùng nó bị nhồi máu hay nó chết rồi thì chúng ta thấy khi chúng ta dùng cái dobutamine thì cái vận động của nó vẫn như vậy, vẫn giảm động hoặc vô động. Nhưng mà chú ý là khi chúng ta dùng liều cao hơn nữa thì có thể là cái vùng mà co bóp á, các bạn thấy rằng nó lại trở về cái vùng giảm động hoặc là vô động. Tại vì tăng cao hơn nữa thì các bạn thấy rằng là không cải thiện được, khi mà nó kích thích quá mức như vậy nó là đưa đến một cái trạng thái trạng ngủ đông. Vậy chúng ta thấy ở cái liều vừa phải, liều thấp thì dobutamine các bạn thấy một phần nào nó có thể phân biệt được giữa trạng thái là cơ tim ngủ đông choáng váng với hiện tượng nhồi máu cơ tim. Đương nhiên chúng ta làm dobutamine gắng sức mà siêu âm nó có thể có những trường hợp âm giả và những trường hợp dương giả. Đương nhiên chúng ta âm giả khi mà bệnh nhân chúng ta cho bệnh nhân gắng sức chưa tới mức tối đa, các bạn phải đạt được nhịp tim 85% theo tuổi chẳng hạn, mà chưa chưa đạt được, nhiều khi chúng ta kết luận nó là âm giả, chúng ta không đúng. Và chúng ta thấy rằng là bệnh nhân bệnh mạch vành có một nhánh thôi, đôi khi chúng ta thấy chúng ta cũng không quan sát nó có hiện tượng bù trừ bàng hệ này kia, hoặc là hẹp nhẹ quá, hoặc những cái vị trí mà động mạch vành chúng ta thấy là thành cơ tim chúng ta quan sát rất là khó, như là ở nhánh mũ là cái thành sau thực chẳng hạn, đôi khi siêu âm tim chúng ta bỏ sót những cái trường hợp này. Hoặc bệnh nhân đang là điều trị những cái thuốc, hoặc là chúng ta cắt hình ảnh nó không đạt chất lượng thì chúng ta có thể cho giả. Tương tự dương tính giả chúng ta cũng có thể có những cái lý do về dương tính giả, các bạn thấy mặc dù là nó kết quả chúng ta đọc là dương nhưng thực ra mặt mặt bằng nó không có hẹp, tức là có thể do hiện tượng là co thắt cái mặt vành, hoặc các bạn thấy rằng là bản thân các bạn thấy rằng là
chụp mặt bằng lên, các bạn thấy là những cái hình ảnh mà chúng ta làm thì nó cũng không đủ để chúng ta kết luận đây nó là hẹp hay là không hay 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 là không không hẹp. Hoặc các bạn thấy rằng là cái dòng chảy dự trữ mặt bằng, các bạn thấy ở đây có sự giảm nặng đây, các bạn thấy trong những cái vùng hẹp các bạn thấy là nhẹ là không quan trọng. Thì đôi khi những trường hợp này các bạn thấy mình làm ra các bạn thấy rằng là gắng sức lên thì các bạn thấy nó dương tính, nhưng mà khi chúng ta chụp mặt bằng lên thì nó không có hẹp nặng, thì cái đó chúng ta gọi là này dương già. Thì vì cái tiêu chuẩn vàng vẫn là cái là chúng ta đánh giá là dựa vào cái chụp mặt bằng, chúng ta chú ý là như vậy. Và chúng ta thấy như thế, theo tôi nói các bạn ấy, mình có thể sử dụng siêu tim gắng sức dobutamine rồi kết hợp với atropine, ở đây mình có thể dùng tới dibiodamone, các bạn thấy thuốc giãn mặt như vậy, các bạn thấy là cái giãn động mạch vành, các bạn thấy là có thể làm tăng cái sự tiêu thụ oxy. Ở đây các bạn thấy khi chúng ta cho gắng sức này, lên là như vậy, thì chúng ta sẽ dùng dibiodamone. Thì các bạn thấy dibiodamone trước đây trong xạ hành tim cũng hay xài, xạ hành tim các bạn thấy nó cũng là một cái biện pháp gắng sức như vậy, nó hay xài chúng ta làm. Hoặc là chúng ta có thể làm siêu âm tim gắng sức mà phối hợp với chất cản quang, các bạn thấy mình có thể bơm chất cản quang để chúng ta thấy bộc lộ rõ hơn, các bạn thấy là cái lớp nội mạc, cái sự co bóp cơ tim, chúng ta thấy là tối ưu hóa là như vậy, để chúng ta có thể đánh giá được là cái vận động của cái thành 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 cơ tim, thì từ đó chúng ta phát hiện ra cái bất thường liên quan đến bệnh tim thiếu máu cục bộ. Thì như vậy tóm lại các bạn thấy rằng là những cái kỹ thuật mới về vấn đề siêu âm tim thì càng ngày nó càng có nhiều những cái phần mềm mới, siêu âm tim gắng sức phối hợp với cản quang, chúng ta phối hợp với chất cản quang, các bạn thấy là cản quang hoặc là chất cản quang, đây là cản quang các bạn ở trong cơ tim các bạn thấy, để chúng ta đánh giá cái vận động vùng. Các bạn thấy đây dobutamine, các bạn thấy là liều thấp 10 cho tới bước qua liều 20, liều trung gian có thể bước qua liều tới liều 30, và liều cao các bạn thấy là bước qua liều 40. Như vậy cứ từng bước chúng ta tăng 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 lên như vậy, các bạn thấy là chúng ta truyền cái thuốc cản quang để chúng ta bộc lộ rõ, các bạn thấy rằng là cái vùng cơ tim, tôi nói cái vùng cơ tim, cái buồng cơ tim, thì các bạn thấy mình bơm chất cản quang nó trong buồng cơ tim, khi nghỉ ngơi các bạn thấy đây ha, khi mình bơm chất cản quang cho nó bộc lộ rõ hơn cái thành tim, cái cản quang trong lòng tim đây các bạn thấy, nên khi mình cho định gắng sức này như vậy, và các bạn thấy khi giai đoạn phục hồi các bạn thấy từ từ đương nhiên nó sẽ bị wash out đi cái thuốc cản quang, mà chúng ta sẽ quan sát được cái cơ tim nó sẽ rõ hơn khi mà chúng ta sử dụng như vậy. Rồi siêu âm tim đánh dấu mô cơ tim cũng là một trong những cái mà bây giờ ta sử dụng, các bạn thấy các mô cơ tim, các vận động vùng nó biểu hiện qua những cái sức căng, bạn thấy của các cái vùng khác nhau, mà chúng ta coi cái vùng nó co bóp như thế nào để chúng ta có thể đánh giá. Và đương nhiên chúng ta có thể truyền được butamin để chúng ta coi cái vận động vùng này đã bộc lộ ra như thế nào. Thì những cái máy siêu âm tim thế hệ mới bây giờ nó có những cái phần mềm này để chúng ta làm, thậm chí siêu âm tim 3D, 4D chúng ta có thể tái tạo lại cái sự co bóp của các thành tim, các bạn thấy ở đây, để chúng ta xoay ở các cái hướng khác nhau để chúng ta có thể nhìn được cái vận động của các cái vùng khác nhau. Và khi họ so sánh về cái độ nhạy, độ chuyên, giá trị tuyến đáng dương, bên đáng âm, độ chính xác của siêu âm tim, các bạn thấy là 2D, 3D ấy, khi mà bệnh nhân có tổn thương các cái nhánh động mạch vành liên kết trước, bên phải, nhánh mũ ở đây, nhánh mũ ở đây, thực sự ra các bạn thấy cái chỉ số cấp 3 ở đây biểu hiện cái sự tương đồng giữa hai cái kỹ thuật, các bạn thấy trong vấn đề chẩn đoán. Thì chúng ta thấy rằng tôi ví dụ siêu âm tim 3D thì các bạn thấy rằng là nó cái độ nhạy, độ chuyên của nó đều các bạn thấy là xem thực sự ra là vậy. Tôi nói các bạn là độ nhạy mà nó giảm thì các bạn độ chuyên nó sẽ tăng lên, đối với 2D cũng vậy, giá trị tiên đoán dương thì bạn 95% đối với 2D mà chỉ có 88% đối với 3D mà thôi, tuần đoán âm thì lại ngược lại, cho nên độ chính xác, nhưng mà nhìn cái độ chính xác để chúng ta chẩn đoán thì 3D nó vẫn nhỉnh hơn một tí, các bạn thấy là 88% và 85, bạn thấy 85 85%. Nên thực sự ra các bạn thấy là cái sự đồng ý, tức là cái sự tương đồng, các bạn thấy khi chúng ta khảo sát, các bạn thấy nó cũng cần xem với nhau. Cho nên các bạn thấy là giữa 3D, 2D, 3D có vẻ là hơi nhỉnh hơn một tí, nhưng mà các bạn thấy nó cũng ngay nhánh mũ thì ngược lại, các bạn thấy nhánh mũ có nhánh CX thì 3D có vẻ như thế này nó cũng không không thể cao hơn, cho nên các bạn thấy rằng là mình có thêm phương tiện kỹ thuật thôi, nhưng các bạn thấy là cũng phải trường hợp nào là chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng có thể là chúng ta khảo sát tốt hơn những cái gì sẵn có. Đó là một vài những cái thông số liên quan, một vài cái thông tin liên quan đến siêu âm tim gắng sức trong cái bài này trao đổi với tất cả các bạn. Rồi không biết là chúng ta có trao đổi gì không ạ? Bài thì nó ngắn gọn như vậy thôi, thì các bạn biết được một cái khái niệm về siêu âm tim gắng sức. Thực sự ra nếu các bạn làm chuyên về 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 thăm dò chức năng tim mạch thì tôi nghĩ rằng là mình cũng nên biết ngoài những cái cơ bản, các bạn thấy rằng là không xâm lấn mà không gắng sức, từ điện tâm đồ
Holter rồi huyết áp rồi cho tới siêu âm tim. Thực ra siêu âm tim dành cho tôi đó các bạn, các phần mềm thì nó phát triển dữ lắm các bạn, siêu âm tim thực quản vân vân, thì những cái mảng liên quan đến gắng sức thì chúng ta có điện tâm đồ, tôi nghĩ là các bạn cũng nên có để mình hoàn chỉnh một cái phòng để chẩn đoán chức năng tim mạch được, thì cũng nên có một cái siêu âm tim gắng sức. À, thực ra thì cái này tôi nói bây giờ nó có nhiều phương tiện nó hỗ trợ lắm, ngay cả điện tâm đồ cũng vậy, tôi nói các bạn thì tâm đồ gắng sức bây giờ nó có nhiều phương tiện khác nó hỗ trợ, cho nên là mình đánh giá về mình phân tầng tiên lượng, đánh giá chức năng phục hồi hơn là chúng ta chẩn đoán bệnh mạch vành. Thì rõ ràng bây giờ mạch vành các bạn cho các bạn làm MSCT mạch vành, các bạn gần như các bạn có được một cái độ nhạy độ chuyên nó rất cao rồi đúng không, thì nó khác rồi. Tuy nhiên để chúng ta đánh giá chức năng thì nó lại khác, chúng ta vẫn cần có những cái phương tiện mà tại cái khoa tim mạch chúng ta có thể triển khai được là như vậy. Tôi hỏi cái lớp này về cái bài lý thuyết siêu âm tim các bạn còn bao nhiêu buổi nữa nhỉ? Không biết là bạn nào có nắm không ạ? À, còn 2 buổi nữa thì thực sự ra bây giờ cái nan giải nhất là vấn đề thực hành, nói gì nói siêu âm tim các bạn cũng phải đi qua thời gian thực hành để các bạn coi, các bạn ít ra cũng phải cầm đầu dò. Tôi biết nhiều bạn cũng đã làm siêu âm tim rất tốt rồi, nhưng nói gì về vấn đề đào tạo thì vẫn phải có, nhưng mà chắc cũng phải qua cái mùa dịch Covid này, khi mà bệnh viện cho phép mà thực tập sinh, cho phép sinh viên quay trở lại, cũng như bên trường thì chắc có lẽ bộ môn cũng sẽ là sắp xếp để cho các bạn. Thực ra bên trường cũng có những cái máy siêu âm tim để cho các bạn tự làm với nhau hoặc làm người mẫu, và bệnh viện cũng có để mà chúng ta đi thực hành. Không biết các bạn có hỏi gì không ạ? Ở trong đây các bạn có bạn nào đi chống dịch không? Rất là hiền quá ha. Rồi nếu như không ai thắc mắc gì hết, có lẽ thì tôi ngưng ở đây. Các bạn có thắc à, mà em tôi thấy có một người giơ tay này. À vậy phải không? Dạ. Dạ thôi không thắc mắc gì, nếu các bạn thắc mắc các bạn cứ để lại tin nhắn trên group này nhá, để lại cái tin nhắn trên group này. Bài tôi cũng đưa lên group để các bạn có thể tải xuống các bạn đọc, dành dành rỗi thì các bạn đọc, có gì không hiểu các bạn cứ nhắn trên group này, hoặc là có đề xuất gì đó thì các bạn cứ đưa lên group, hoặc là trao đổi với cô Trang, với là bác sĩ Kha. Bác sĩ Kha là coi như là lo về vấn đề chương trình này kia, rồi giống như là hỗ trợ cô Trang trong vấn đề là cái lớp siêu âm tim này, thì các bạn có gì các bạn cứ 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 trao đổi thêm nha. Rồi nếu không có gì thôi thì có lẽ chúng ta ngưng ở đây. Rồi thôi chúc các bạn bình yên trong cái mùa Covid này, còn cái vụ thực tập thì bộ môn sẽ sắp xếp và sẽ thông báo lại cho các bạn. Rồi tôi chào tất cả các bạn.